Chào bà con nha. Đây là cây chăm trước nhà mình. Hôm nay mình sẽ thu hoạch chăm. Quá trời trái luôn. Trái mặt trời quá, để qua đây ra quay. Phải lấy cái mành nè. Phải lấy cái mành lớn như vậy để rớt cả rồi. Để thấp á. Đó vậy đó. Chăm rất là to. Đây là chú Hai Hướng hàng xóm. Quá trời rớt luôn. Chỉnh đi, chỉnh đi gấu. Chăm này trái to thiệt ta. Y như trái nho Mỹ luôn á. Đó, đó đó. Trời, trên kia còn quá trời luôn không á. Được bao nhiêu rồi? Bà con thấy trái không? Đang rật luôn. Thử một trái. Này, xích xuống dưới không? Chưa, đừng có kêu. Rất là ngọt. Được chưa? Bạch xin đâu rồi? Không chịu chờ cái đầu của bà cả. Bạch xin, nó rớt cho bà quá trời, bà ra đứng như thế nè. Đó vậy đó. Rồi. Cái này bỏ tủ lạnh ăn 2 ngày chưa hết. Thôi. Wow. Quá trời luôn. Wow. Coi chân người xưng ngồi lỗ cái đầu. Trăm mình như nho Mỹ vậy. Cái cây đầu nhỏ là nha. Còn cái cây xuống đi. Rớt đó chứ có dập hết chứ gì. Rồi xong. Hết chín rồi, hết rớt rồi. Còn má trên nhà chú. Rớt chứ mà nào hết. Bữa nào bây giờ ăn tiếp. Tiếp các bạn lại đi. Mở thương sơn. Chồng có mấy cái thơ luôn nè. Trời ơi rớt quá trời đi. Đây là
một thao trăm chín nho Mỹ. Nho Mỹ. Nho Mỹ. Ngoài kia dám cũng cả thao nữa. Trăm này cả chục năm chưa ta? Ngọt ghê. Mấy trái đen. Ăn mấy trái đen ngọt. Dấu biết ăn không? Dấu không biết ăn hay không? Ba ăn mà. Ông đội cũng ăn cái gì không? Thu hoạch tiếp. Qua. Này được chục ký không ta? Đó. 5 ký không? Thao lớn mà. Trăm này vậy mà ai về nó xuống này nó bự dữ nữa. Sao bự ghê ta? Lại tốt quá. Này năm có 1 lần hả? Bự hả? Này chắc năm có 1 lần hả? Năm có 1 lần nhiều năm có 1 lần cái nghe không? 100.000 cây á. Còn cây rất là nhiều. Phú Minh chào bà con đi con. Nhát quá à. Đây là từ trăm trước nhà mình. Con nào thời điểm này có ghé nhà mình thì mình sẽ đãi chăm ăn. Rồi. Rồi chào bà con nha. Chúc bà con một ngày vui vẻ.